buổi thực hành vẩy rau ngày hôm nay, bố sẽ hướng dẫn cho các con là cách vẩy rau cho nó khô nước trước khi mà đưa vào để chúng ta nấu. Thì các con nhìn thấy rau này rất là xanh, và bố mẹ cũng phải mất rất nhiều công để có thể trồng được nên những cái rau xanh như thế này. Thì cái việc mà vẩy rau này hôm nay bố sẽ hướng dẫn chi tiết cho các con, để mai kia các con mà có đi lấy chồng thì còn hướng dẫn lại cho các con nữa. Còn em Bông thì hôm nay thì chưa nghe được bố, thì mai kia em lớn bố sẽ bổ túc cho em sau. Thì để mà vẩy rau thì trước tiên là bước một chân trái lên trên một chân trái lên với khoảng cách là khoảng một mét, phải chính xác là 100 cm nhé, chính xác 100 cm. Sau đó đưa cái rổ lên cao như thế này và đưa rổ lên cao này. Cái việc mà vẩy như này thì bố đã thực hành, bố đã làm rất là nhiều, 100 phát như 1, không có phát nào trượt cả các bạn. Các con nhìn nhá, đưa rổ rau lên cao này, vẩy mạnh xuống này. Ôi trời ơi, tung tóe hết rồi, nhưng hôm nay nhịn là ăn rồi. Con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu.
con nhớ mãi những ngày tháng. Niềm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch rách sao cho thường, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu,